Xin kính chào quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều và buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý bác anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản như giá mít hay là giá nhãn hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Thưa quý bà con, quý chị, các bạn, thì giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại nha quý bà con. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì loại 1 dao động từ 23.000 đến 24.000, loại 2 dao động từ 18.000, còn loại 3 dao động từ 13.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây. Long ruột đỏ khu vực miền Tây hàng giạt dao động từ 5 đến 6 ngàn. Đây là giá thương lái thu mua tại vựa, còn giá tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, tùy theo từng nơi. Lúc nào thì cũng có sự chênh lệch tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay thì hàng đẹp dao động từ 16.000 đến 17.000, còn hàng sàn dao động từ 12.000 đến 15.000. Còn thanh long ruột trắng hàng giạt hiện nay tại khu vực miền Tây dao động từ 4.000 đến 5.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 15.000, 16.000, 17.000, bò sàn từ 13.000, 14.000, 15.000. Còn hàng thường dao động từ 10.000, 11.000, 12.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang ở mức dao động từ 4.000 đến 5.000. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận, long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 20.000 đến 21.000 đồng một ký, loại 2 dao động từ 15.000 đến 16.000, loại 3 thì dao động từ 10.000 đến 11.000. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì giạt dao động từ 5 đến 6.000. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn.